Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ tư, 11 tây tháng 5 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi mục điểm tin của chúng tôi. Hạ viện của Hoa Kỳ thông qua dự luật 40 tỷ đô la trợ giúp Ukraine chống quân Nga. Quân xâm lược Nga bị Ukraine đánh bật khỏi các khu vực chung quanh thành phố Kharkiv. Bắc Kinh tức giận vì trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ xóa bỏ câu không ủng hộ Đài Loan độc lập chú chó Patron được Tổng thống Zelensky trao tặng huân chương danh dự. Đó là những tin quan trọng sau đôi xin kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết. Hạ viện Liên bang của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã thông qua một cái dự luật trị giá lên tới 40 tỷ Mỹ Kim để cung cấp viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh quân dân đất nước này tiếp tục đối mặt với một cuộc tấn công tàn bạo của quân xâm lược Nga. Dự luật sẽ cần được Thượng viện thông qua trước khi được chuyển đến văn phòng của Tổng thống Joe Biden để Tổng thống Biden ký trở thành đạo luật. Dự luật sẽ được sử dụng để gửi thiết bị quân sự và võ khí từ kho dự trữ của Hoa Kỳ đến Ukraine và đồng thời mua vũ khí mới cũng như cung cấp một số ngân khoản bổ túc khác cho chính phủ của Tổng thống Zelensky. Tổng thống Volodymyr Zelensky sáng nay đã lên tiếng cảm ơn chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và những người bạn của đất nước Ukraine đã thông qua dự luật này. Ukraine sáng nay cho biết các lực lượng của họ đã chiếm lại các ngôi làng từ quân đội Nga ở phía bắc và đông bắc của thành phố Kharkiv, đầy quân xâm lược Nga trở lại biên giới. Cuộc tấn công đang diễn ra có thể là báo hiệu sự thay đổi diện mạo của cuộc chiến gây cản trở bước tiến chính của quân Nga về phía Nam. Tin của báo Newsweek cho biết, quân Nga tại Ukraine dường như đang nhanh chóng rút lui khỏi các khu vực chung quanh thành phố Kharkiv, trong khi các lực lượng Ukraine có những bước tiến đáng kể về phía Bắc và Tây Bắc của thành phố này. Quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm lại được 5 ngôi làng gần thành phố Kharkiv. Tin của báo Newsweek nói rằng, các lực lượng Nga đang dậm chân tại chỗ chung quanh khu vực Izium và không thực hiện được bất kỳ bước tiến nào về phía đông hoặc là phía tây nam của thành phố kể từ ngày 9 tây tháng 5. Nhưng quân Nga đang cố gắng tập trung lực lượng để tung ra các cuộc tấn công trong những ngày sắp tới. Báo Newsweek ước tính rằng quân Nga sẽ không thể uh, cản và ngăn chặn được các cuộc phản công của quân đội Ukraine đang nỗ lực đẩy lùi quân Nga tới biên giới giữa hai nước. Một chiếc thuyền của quân xâm lược Nga vẫn thường được Vladimir Putin sử dụng để thanh tra các hạm đội hải quân đã bị Ukraine phá hủy. Bộ quốc phòng Ukraine sáng nay nói rằng tàu tuần tra lớp Raptor đã bị một quả bom dẫn đường bằng tia laser thả xuống từ một máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Ukraine điều khiển. Và quả bom này đã đánh trúng uh, chiếc tàu gần đảo Rắn uh, trên biển Đen vào ngày mùng 8 tây tháng 5. Bộ Quốc phòng Ukraine nói uh, Vladimir Putin thường sử dụng chiếc thuyền này khi thực hiện các cuộc kiểm tra hạm đội ở Sevastopol và St. Petersburg. Và chiếc thuyền cũng từng được sử dụng cho các cuộc thanh tra của Putin khi hải quân Nga tập trận. Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật đã công bố đoạn video cho thấy chiếc thuyền này bị bốc cháy sau khi bị một máy bay không người lái thả bom trúng chiếc thuyền. Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng máy bay không người lái loại Bayrapta TB2 của Ukraine đã phá hủy chiếc thuyền của Putin. Và lần này, lễ duyệt binh truyền thống của hạm đội Biển Đen Nga ngày 9 tây tháng 5 năm nay đã được tổ chức dưới đáy biển của đảo Rắn. Anh Quốc ký thỏa thuận lịch sử với Thụy Điển tin của ban vị ngữ đại BBC London cho biết sau khi tuyên bố an ninh à, với Thụy Điển thì thủ tướng Anh Boris Johnson đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thụy Điển với thủ tướng Magdalena Andersson rằng thủ tướng uh, Boris Johnson tuyên bố chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn. Ông Johnson giải thích rằng theo thỏa thuận thì hai nước sẽ giúp đỡ nhau theo yêu cầu trong trường hợp có mối đe dọa Ông nói, một khi hai nền dân chủ tự do đối mặt với một cuộc tấn công, thì hai nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Và trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc một cuộc tấn công nhắm vào Thủy Điển, thì Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ Thủy Điển với bất kỳ điều gì mà chính phủ Thủy Điển yêu cầu. Đài BBC trích lời Thủ tướng Boris Johnson nói rằng thỏa thuận sẽ đưa tới đưa các quốc gia lại gần với nhau hơn và cho phép chia sẻ thông tin tình báo nhiều hơn đồng thời tăng cường cường các cuộc tập trận quân sự. Thủ tướng Boris Johnson cho biết là sẽ hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan nếu họ bị tấn công, trong bối cảnh cả hai quốc gia này đang cân nhắc về việc có nên tham gia liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hay không. Nữ thủ tướng Thụy Điển là bà Magdalena Andersson cho rằng đất nước của bà sẽ an toàn hơn nhờ thỏa thuận tương trợ với Vương quốc Anh Bà cũng giải thích rằng Thụy Điển đang xem xét tất cả các lựa chọn và NATO là một trong số các lựa chọn đó. Bà nói: "Chính phủ của bà đã tìm kiếm quan điểm của các quốc gia khác về những hỗ trợ mà Thụy Điển có thể mong đợi trong khoảng thời gian từ khi nộp đơn xin gia nhập NATO cho đến khi chính thức trở thành một phần của liên minh này." Đài BBC London yêu cầu giải thích chính xác những gì mà Anh Quốc sẽ làm nếu Nga tấn công Thụy Điển thì thủ tướng Boris Johnson nói rằng thỏa thuận có nghĩa là khi có yêu cầu từ Thụy Điển, Anh quốc sẽ hỗ trợ. Thủ tướng Anh đang có chuyến công du nhanh gọn kéo dài 24 giờ đồng hồ nơi ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Thụy Điển và Phần Lan để thảo luận về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine vẫn đang diễn ra. Nhìn sang mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã thay đổi từ ngữ trên tờ thông tin nêu quan điểm của chính phủ Tổng thống Joe Biden với Đài Loan. Và điều này đã gây ra sự tức giận từ phía Bắc Kinh. Ban Bình ngữ đài BBC nói rằng diễn biến mới nhất này làm dấy lên suy đoán cho rằng chính phủ của Tổng thống Joe Biden có thể thay đổi lập trường về Đài Loan để gây khó khăn cho Cộng sản Trung Quốc. Tin của BBC cho biết trong bản cập nhật của tờ Thông tin về mối quan hệ Hoa Kỳ và Đài Loan được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm tuần vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loại bỏ một phần của đoạn văn đầu tiên nói rằng trong thông báo chung ký với Bắc Kinh năm 1979, Hoa Kỳ thừa nhận lập trường của Trung Quốc là chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Câu văn nói trên đã bị xóa đi trên tờ thông tin ở trang web của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Và một câu tuyên bố khác, đó là Hoa Kỳ nói rằng không ủng hộ Đài Loan độc lập, câu này cũng đã biến mất trong văn bản của Bộ ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, văn bản cập nhật vẫn có tuyên bố rằng Hoa Kỳ kêu gọi giải quyết hòa bình và các khác biệt xuyên eo biển cần phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan. Nhà cầm quyền Trung Quốc lập tức đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ Sáng nay, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bắc Kinh nói, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Đài BBC London trích lời của ông Triệu Lập Kiên nói rằng, việc thay đổi từ ngữ về Đài Loan là một hành động thao túng chính trị và một nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, thì các báo chí tại Đài Loan đã tỏ ra thận trọng, nói rằng vẫn chưa rõ liệu những sửa đổi này có thể là một cái sự thể hiện thay đổi trong chính sách và lập trường một Trung Quốc của chính phủ Hoa Kỳ hay không. Liên quan đến sức khỏe của người dân Hoa Kỳ, một bản phân tích mới vừa mới được tổ chức Kaiser Family Foundation công bố, dự đoán rằng từ 14 triệu 200 ngàn người cho đến 5 triệu 300 ngàn người Mỹ có thể mất bảo hiểm Medicare khi ngân quỹ liên bang dành cho tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19 sắp kết thúc. Theo một dự luật cứu trợ trong lúc xảy ra đại dịch COVID được thông qua năm 2020, các tiểu bang đã nhận được thêm tài trợ Medicaid để bảo đảm là không loại bỏ bất kỳ ai khỏi các chương trình bảo hiểm y tế Medicaid trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Sau khi tình trạng khẩn cấp này kết thúc, các tiểu bang sẽ loại bỏ những người không còn đủ điều kiện nhận Medicaid. Phân tích của tổ chức Kaiser Family Foundation không ước tính có bao nhiêu người mất Medicaid và sẽ có bảo hiểm và bao nhiêu người sẽ tìm được một bảo hiểm khác. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được gia hạn cứ mỗi 6-90 ngày và hiện đang được ấn định là hết hạn vào ngày 15 tây tháng 7 sắp tới. Chính phủ liên bang chưa biết là sẽ thông báo cho các tiểu bang trong vòng 60 ngày về thời điểm kết thúc này, tức là ngày, tức là ngày 15 tây tháng 7. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Mark Esper, thời của Tổng thống Donald Trump. Mới đây, trong một lần xuất hiện trên đài truyền hình MSNBC, ông nói rằng ông sẽ không bỏ phiếu để bầu lại cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc bầu cử năm 2024 cựu bộ trưởng Esper nói, chúng ta cần một thế hệ lãnh đạo đảng Cộng hòa mới. Ông Esper cho biết, lý do ông sẽ không bầu cho ông Trump, bởi vì theo quan điểm của ông Esper, bất kỳ nhà lãnh đạo nào được dân chúng tín nhiệm cũng cần phải đáp ứng một số những tiêu chí cơ bản. Đó là đặt đất nước lên trên quyền lợi bản thân, cần có đức tính chính trực và nguyên tắc nhất định, cần có khả năng đem mọi người đến với nhau và đoàn kết đất nước cựu Bộ trưởng Esper nói, mọi người hãy nhìn xem, ông Donald Trump không đạt được những tiêu chí đó. Cựu Bộ trưởng Esper nói rằng, Hoa Kỳ cần một thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa mới, những người có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của Đảng Cộng Hòa và đoàn kết đất nước. Ông cũng lên án tình trạng phân giữa đảng phái của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Ông nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc đoàn kết mọi người để hoàn thành các mục đích có lợi cho đất nước là mục tiêu cấp thiết của hai đảng. Ông Esper là người thường xuyên chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump và đưa ra một số tiết lộ ở trong các cuộc phỏng vấn khi quảng bá cuốn sách của ông vừa mới được uh, ra mắt độc giả ngày hôm qua, ngày thứ ba. Tựa đề cuốn sách này là "Lời thề thiêng liêng, hồi ức của một bộ trưởng quốc phòng trong thời kỳ phi thường". Tuần trước, thì cựu bộ trưởng quốc phòng Esper nói rằng. Tổng thống Trump lúc còn cầm quyền đã đề nghị bắn hỏa tiến vào Mexico nhằm tiêu hủy phòng thí nghiệm của các tổ chức tội phạm buôn bán ma túy. Ông Esper cũng cho biết Tổng thống Donald Trump từng có kế hoạch muốn gửi vào khoảng 1 phần tư triệu quân, tức là 250.000 quân đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico để mà ngăn chặn những cái làn sóng tội phạm và những thành phần mà muốn nhập cư vào đất Mỹ một cách bất hợp pháp. Thì trả lời của phỏng vấn của báo chí, ông cựu Bộ trưởng Esper nói rằng cái đề nghị và kế hoạch đó của ông Donald Trump thật là quái đản và vô lý. Và mới đây, khi trả lời của phỏng vấn của chương trình truyền hình 60 Minutes, ông Esper nói Tổng thống Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thưa quý vì ông Donald Trump đã phản bác lại tất cả những điều mà ông cựu Bộ trưởng Esper nói. Ông Trump uh, đã gọi ông uh, Esper là một loại võ khí hàng ruồi đó là một cái thuật ngữ trên sàn đánh box, coi như là một cái người mà không đáng kể gì cả. Và ông Trump gọi ông uh, Esper là một rino, Reno là chữ viết tắt của chữ Republican in name only, tức là một người chỉ có danh nghĩa là một đảng viên Cộng Hòa mà thôi, chứ thực chất không phải là một người của đảng Cộng Hòa. Chú chó Patron uh, thuộc loài chó Jack Russell, đã được tổng thống uh, Ukraine là là ông Zelensky trao tặng huân chương danh dự do sự can đảm của chú uh, trong công tác khám phá các bom mìn do quân xâm lược Nga gài lại tại Ukraine. Uh, binh sĩ Mikhailo Liep uh, thuộc cơ quan bảo vệ dân sự Ukraine là người huấn luyện và trông coi chú chó Patron. Hôm chủ nhật tại thủ uh, phủ của tổng thống ở uh, Kiev Binh sĩ Mikhail Liev đã dắt, đã dắt chú chó Patron đến để lãnh huân chương của Tổng thống Zelensky trao tặng nhằm ghi nhận sự phục vụ của chú chó Patron đối với đất nước. Patron, ở trong tiếng Ukraine có nghĩa là đạn, đã phát hiện gần 200 quả mìn chưa nổ kể từ đầu cuộc chiến vào cuối tháng 2 cho tới ngày hôm nay. Tên của bản hãng thông tấn Reuters cho biết, với một chiếc mõm khỏe khoắn và chiếc áo giáp, Chú chó Patrong đã nổi tiếng trên các kênh truyền hình của Ukraine và đã trở thành biểu tượng quốc tế về lòng yêu nước. Chú chó Patrong còn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đã vẽ những bức tranh minh họa về chú chó này và tạo hình những con búp bê Patrong đan bằng len. Trang Instagram có hình chú chó Patrong đã có hơn 220.000 người vào xem. Tổng thống Zelensky trao tặng giải thưởng cho chú chó Patrong trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Canada là Justin Trudeau ở thủ đô Kiev. À, hình ảnh quý vị thấy là ông uh, Tổng thống Zelensky thì mặc bộ quần áo quân đội trong suốt cái thời gian mà quân Nga xâm lược ở Ukraine Còn Thủ tướng uh, Trudeau thì mặc một cái áo vest tông mà không có cravat, à, còn người binh sĩ Liev đang dẫn chú chó Patron ngay trong phủ thủ uh, Tổng thống tại Kiev phát biểu trong cuộc họp báo tổng thống zelensky mô tả chú chó patron là một sinh vật nhỏ nhưng rất nổi tiếng và là một chú chó giúp làm sạch vùng đất ukraine khỏi dấu vết của những kẻ chiếm đóng và đồng thời cũng là một sinh vật giúp vui cho trẻ em trong các hầm ẩn náu tránh bom binh sĩ leb nói với báo chí rằng món ăn khoái khẩu của chú chó patron là cheese và chú patron rất thích thú được gặp thủ tướng canada justin trudeau chúng ta thấy rằng khi tổng thống Zelensky giới thiệu chú chó patron Trong này với lãnh đạo Canada đó thì ông thủ tướng Trudeau đã lấy tay vỗ vỗ vào hai cái túi quần của mình vì ông rất tiếc là ông không có sẵn bất kỳ một miếng chi nào ở trong túi để tặng cho chú chó anh hồng ba Trong. Thưa quý vị bây giờ thì ba Trong nổi tiếng lắm ở rất nhiều đài truyền hình và các hình ảnh minh họa chú chó đã được mọi người xem trên thế giới. Và cuối cùng là tin về một tác phẩm nghệ thuật được bán với giá 195 triệu Mỹ Kim. Tin của hãng thông tấn UPI cho biết là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng vẽ trên lộ của danh họa Mỹ là Andy Warhol. Vẽ nữ minh tinh Marilyn Monroe đã được với, bán với giá 150 triệu đô la và lập kỷ lục mới nhất đối với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào được một nghệ sĩ Hoa Kỳ bán trong cuộc đấu giá. Tác phẩm có tựa đề là Short Sash Blue Marilyn được bán với giá 105, 195 triệu đô la vào đêm hôm thứ Hai vừa qua cho một người mua giấu tên trong cuộc đấu giá tại Christie ở thành phố New York. Danh họa Andy Warhol vẽ bức uh, uh, tranh này vào năm 1964 và đây là số tiền đấu giá một bức tranh khổ 40-40 inch cao nhất được trả trong phiên đấu giá cho một tác phẩm nghệ thuật của Hoa Kỳ. Cuộc bán đấu giá tác phẩm của danh họa Andy Warhol được tổ chức Thomas and Doris Aman Foundation Zurich rao bán và toàn bộ số tiền sẽ giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em bằng cách thiết lập các chương trình chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Chúng ta biết là Marcelin Proust đã tự kết lễu cuộc đời mình lúc uh, còn rất trẻ và vẫn là một cái biểu tượng cho nhan sắc uh, của phụ nữ trên thế giới nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý khán giả trong trình chương trình chiều ngày hôm nay. Nhà sách Tự Lực Hân Hành giới thiệu với quý độc giả tác phẩm History of Tea của tác giả Laura Martin, bản tiếng Việt có tựa đề Lịch sử của trà tác phẩm lịch sử của trà cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát tinh tế và thú vị về những thân trầm của trà món thức uống được các dân tộc trên thế giới ưa chuộng từ Âu sang Á từ Trung Hoa cổ đại đến Nhật Bản ngày nay từ Ấn Độ huyền bí đến Việt Nam với truyền thống uống trà có từ hàng ngàn năm Tác phẩm History of Tea của tác giả Laura Martin, bản tiếng Việt có tựa đề Lịch sử của trà, hiện đang được bán tại nhà sách tự lực 14318 Crookers Street, thành phố Garden Grove, CA 92843 USA, điện thoại 18882047749 204 7749 và 714-676-8310 đọc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực www tự lực com